Nhằm chia sẻ những khó khăn và hỗ trợ cho người dân vùng sâu vùng xa đón xuân vui tươi ấm áp, Ban giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nhà máy bia Heineken Việt Nam phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hồng Dân cùng cấp ủy chính quyền xã Vĩnh Lộc A tổ chức chương trình mùa xuân ấm áp. Đây là một trong những hoạt động an sinh xã hội thường niên được công ty trách nhiệm hữu hạn nhà máy bia Heineken Việt Nam tổ chức tại các địa phương vùng sâu vùng xa, vùng căn cứ cách mạng và vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước, nhằm chia sẻ yêu thương cùng với người dân có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Trong chương trình mùa xuân ấm áp mừng Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tại tỉnh Bạc Liêu năm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà máy bia Heineken Việt Nam đã trao 200 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn, người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh COVID-19 tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân. Quà gồm các nhu yếu phẩm và tiền mặt, mỗi phần quà có trị giá 700.000 đồng. Thông qua chương trình mùa xuân ấm áp năm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà máy bia Heineken Việt Nam mong muốn được hỗ trợ thêm một phần vật chất và động viên tinh thần để bà con vui xuân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 thật sự sum vầy và đủ đầy ấm áp nghĩa tình, góp phần cùng địa phương chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp bà con đón Tết thật sự vui tươi, an lành. Năm nay thì văn phòng Heineken tại Cần Thơ chúng tôi đến với xã Vĩnh Lộc A của huyện Hồng Dân với khoảng 200 phần quà do ngân sách công ty và sự đóng góp của các đối tác cùng với nhân viên công ty. Những cái phần quà này tuy là nó không phải là lớn lao gì lắm, nhưng đó là tình cảm của công ty, của các đối tác, của nhân viên để mong muốn các đồng bào còn khó khăn của mình có được một cái chút ấm áp mùa xuân, và rất mong muốn đồng bào sẽ tiếp tục vươn lên vượt khó để phát triển cùng với đất nước. Cái mùa dịch bệnh thì cũng cảm ơn chính quyền đã giúp đỡ tôi và cũng cảm ơn nhà tài trợ đã quan tâm tới những người nghèo khổ như vợ chồng tôi. Tôi làm nghề đang lục bình ở nhà, chồng thì bị bệnh rồi thêm đứa con thì tâm thần, cho nên là tôi đang lục bình khó khăn quá, nghèo khổ, cho nên nhờ chính quyền xã với ấp này giúp đỡ tôi, tặng quà đồ cho mà tôi Tết, gạo tiền đồ, tôi rất cảm ơn. Thay mặt cho chính quyền địa phương cũng rất là chân thành cảm ơn những tấm lòng vàng đã quan tâm ủng hộ hỗ trợ cho người dân của xã Vĩnh Lộc A. Những phước quà này rất có ý nghĩa cho người dân để vui sưng đón Tết. Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà máy bia Heineken Việt Nam tổ chức chương trình mùa xuân ấm áp với hơn 4.000 phần quà Tết được trao tặng những gia đình có hoàn cảnh khó khăn của 31 tỉnh thành phố trên cả nước với tổng giá trị quà tặng là hơn 2 tỷ đồng.